mình nha, cầm cái bạn mình tới kênh hướng dẫn để làm phép mai tài trái của hết nha. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn mình là sử dụng con ốc gián tiếp chinh dịch nha. Con ốc này thì nó là mình sẽ gắn vô á, mình gắn vô sẽ vô là mình không có cần thấy không chinh dịch để dặn. Mỗi lần mình thay chinh dịch thì rất là dễ. Khi mình thay vô là mình chỉ cần đẩy qua, mình nhấn cái tay vô mình đẩy mạnh nó qua là mình cái chinh dịch cũ á nó rớt ra, xong là mình gắn cái chinh dịch mới vô thôi, chứ mình không cần phải dặn cần cái dịch nha, không cần phải kiếm cái dịch để dặn nha. Cho nên là mình thấy rất là tiện lợi cho mấy chị em thợ may của mình đó. Nên mình hướng dẫn mọi người sử dụng đây, con ốc này vậy, ốc như vậy nha. Bây giờ mình muốn gắn qua cái chân dịch kia, ốc quấn ra cái trụ kim thì phải mình mở, mình dặn một đầu mình mở ra, mở cái đầu này ra nè. Đây, nó có cái chui nè, đây là có cái chui nè, sẽ dặn cái ốc này ra. Rồi mình mở cái chân dịch kia, mình mở cái ốc chân dịch kia ra đi. Bây giờ mình mở cái ốc chân dịch kia ra nha. Đây, đây là mình gắn vô rồi. Đây mình gắn vô rồi nè, bây giờ mình mở ra giống vậy. Đây mở ra giống vậy nha. Mình đập từ bên đây nè, mình đụng nó qua. Mình đập từ bên đây, mình đẩy nó qua. Rồi mình lấy cái con ốc kia, mình dặn bên đây. Đó, mình con ốc này nè, mình dặn bên đây. Mình dập lại. Đó. Xỏ con ốc bên này xuyên qua, xuyên qua bên này. Rồi lấy con ốc này dặn dập lại. Thì nó rành, nó được như vậy nè, nó được như vậy nè, các bạn thấy không? Đó, bên này là cái con ốc dặn bằng vít. Con này con ốc dặn bằng tay nè, mình dặn ra được nè. Rồi bây giờ muốn thay chân dịch thì mình làm sao? Này con ốc này mình dặn lại đi. Ốc này nha. Rồi dặn vô vậy thôi. Vậy nó cái bắt qua này dặn qua luôn qua, bắt qua dặn lại vậy nè. Rồi bây giờ cách mình thay chân dịch nha. Ở đây mình có quá nhiều chân dịch luôn. Đây mình đóng chân dịch nè. Chân dịch này chân dịch 3 ly nè. Chân dịch này 7 ly nè. Chân dịch này 3 ly. Chân dịch 7 ly. Cho anh em hiền. Đây là chân dịch chân dịch mí nè. Còn mình may trên một cái áo, mình may cái áo thì mình may rất là nhiều chân dịch. Ví dụ như rồi không mấy biết thì thôi, biết rồi mình mua nhiều chân dịch. Chân dịch này, chân dịch chai, kéo giọt nước nè ha. Thì quá nhiều chân dịch lắm. Nếu mà mình mỗi lần mình mới tới con đoạn nào đó mình đi thay chân dịch đó, thì nó mong phải tìm cái dịch nó rất là khó, thì lâu lắm. Nó không biết nhiều khi không biết cái dịch để ở đâu. Chào em hiền. Cho nên bây giờ có ống này rất là tiện. Đây mọi người thấy nha. Em đang đóng đá cái dịch lên nè. Không cần đẩy, cứ lấy cái tay đẩy dịch qua, nó rớt dịch ra thấy không? Đẩy ra là rớt dịch ra nè. Rồi mình muốn thay dịch nào vô đó thì mình thay. Đây mình chẳng cần gắn vô gì thôi, mình đặt cái chân dịch vô nè, phải có một tay khó, khó khăn quá. Đây, vậy nè, đó, mọi người gắn vô thấy không? Rồi xong buông ra, phải chạy được thôi. Nếu mà mình gắn vô mà chân dịch nó béo méo nè, nó gầy gầy thôi mà chân dịch béo méo á, thì cái phần này nó vẫn có mấy chục con ốc ở trên đây. Lúc đó thì mình mới chỉnh con ốc trên này để mình chỉnh lại. Mỗi cái chân dịch là nó mỗi cái chuyện này nó khác nhau, cho nên là cái phần gà gắn chân dịch vô thì mình thấy mình chỉnh thành mình dặn con ốc rồi đã lỏng ra, dặn ốc rồi lỏng ra, xong rồi mình mới chỉnh cái chân dịch này qua lại nè, đó chỉnh cái chân dịch qua lại cho nó ngay cái mũi kim. Rồi nếu mà chân dịch có hỏng á, nó có bị hỏng lên á, thì các bạn bè nó chuột chân dịch xuống. Mình quay cái bóng chân cho toàn lừa nó bắn xuống với mặt nguyệt. Quay cái bóng chân cho toàn lừa nó bắn xuống mặt nguyệt. Đó,
cho nó chinh 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 lại nè. Xong rồi mình nhặt con ốc lại. Mình dặn ốc lại. Dặn lên mới đẻ đẻ con ốc sáng xuống nha. Đẻ con ốc sáng xuống mình mới dặn. Sáng xuống mình mới dặn được cái chân dịch nó mới ngay được. Nó nhắm lên nhắm xuống được nè. Rồi giờ mình muốn thay cái dịch khác thì mình chỉ việc là mình đẩy cái ốc này qua. Cầm con ốc bên đây để đẩy mình qua được ốc cái chân dịch này nó lọt ra. Rồi mình thay cho dịch khác vô. Đó, chân dịch đuôi tôm cuốn lớn nè. Hai được chân dịch á, cầm cần phải đẩy cái ốc bên này qua, đẩy mạnh con ốc qua qua thôi, mạnh qua, còn tay một con quay. Rồi, chỉ như vậy mà sử dụng thôi.
chuyện bình thường. Cuốn thường nè, cuốn cơm nè, nó cũng là cuốn hết.
cũng là công dụng của nước uống hết, nhưng mà là cái chiếc cuốn cua tôm là cái loại mới bây giờ đổi mới ra. Đây là 3 ly nè mọi người, 3 ly 2. Vậy là 90.000, 90.000 một cái. Chừng này là 90.000 một cái nè. Chừng này là 30.000 nè. Chừng này là 30.000 nè. Chừng này là xua nó giống nhau nhưng mà có người xua. Cái này nó phần nè,
mình may mấy cái da bóng á, mình sợ nó chày á, thì mình sẽ may bằng cái này. Bằng lửa này là hai chục ngàn. Nó bị quắn á, hai đứa trẻ nó quắn mình may, mình mới khó, mình chuyển dạy của nhiều quá, mà quắn quá mới khó đó, là cái này để gắn vô cái máy giặt sổ, để cho nó không quá mép, chống quắn mép phải của máy giặt sổ ha. Cử này 60 ngàn. Máy điện tử. Được anh ơi, máy điện tử được nha. Cái này là sáu kim nha. Sáu kim tai, sáu kim tai. Cái này là cái kim số 10. Sáu bốn chỉ qua, sáu hai chỉ thì qua, sáu bốn chỉ bự qua không qua được. Ai cầm cái nó khó quá. Bán hàng cũng bị ế quá rồi. Ai cũng không. Đó, ốc kinh dịch nè. Bữa nay chủ yếu là giới thiệu con ốc kinh dịch này. Tại vì hồi mấy chị ở trên đăng cái hình lên, mấy chị cứ hỏi xài cái đăng sao hoài. Cho mọi người thay đổi một chút xíu cho nó nhẹ nhàng. Gắn vô cái là chạy liền, khỏi đi kiếm cái dít. Cái dít để chỉnh cái này, chỉnh cái trụ kim. Cái này phải ru rồi.
thoải mái. Nó kẹt vô cái mít rồi. Để xuống để lên bình thường. Chào mấy anh chị nha. Ai mua thì để lại bình thường bên dưới nha. Ai sử dụng cái ổ em. Chào chị Nguyễn Mai nè. Bên em bán đủ thứ hết, bán tận lâm luôn. Cái gì liên quan tới Mai Bạch là đều bán hết. Ai không thấy thì cứ hỏi. Có những cái gì cần xài thì cứ hỏi. Mình đáp ứng hết mọi thứ. Rồi, chào tạm biệt mọi người nha.